we sail a little bit high. Yêu của đoàn Lô Tô Hương Nam cũng như là của diễn viên Gia Huy sản xuất, và tôi là Hoài Ngô, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính chào quý vị. Và thưa quý vị thân mến, game show Ai Đen Yêu là một chương trình do đoàn Lô Tô Hương Nam nói chung cũng như là diễn viên Gia Huy Su Su nói riêng thực hiện và sản xuất. Và thưa quý vị thân mến, có thể nói đây là một game show Lô Tô với một phiên bản hoàn toàn mới lạ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Và mỗi tập là sự tham gia của hai đội chơi, và mỗi đội chơi sẽ phải trải qua hai vòng thi. Vòng đầu tiên, đội chơi chúng ta sẽ trải qua vòng thử thách với nhiều trò chơi hấp dẫn, kịch tính, và trò chơi này sẽ thay đổi theo từng tập. Và ở vòng chơi thứ hai chúng ta sẽ trải qua, đó chính là siêu thách thức. Mỗi đội sẽ trải qua những thách thức vô cùng cam go mà ba tổ chức của chúng tôi đưa ra, cùng với đó là những con số lô tô kêu thật hay và thật thuyết phục khán giả người nghe. Và thưa quý vị thân mến, hy vọng rằng với một phiên bản hoàn toàn mới lạ, tình tiết hấp dẫn thì IDU sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ phía quý vị khán giả. Và thưa quý vị thân mến, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp cái sự hiện diện của các anh chị em nghệ sĩ đang đến tham dự chương trình buổi ra mắt của game show IDU. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được đón tiếp các sự hiện diện của các đơn vị báo đài cũng đã đến và đưa tin cho chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính giới thiệu chung. Và đặc biệt chúng tôi xin được trân trọng các sự hiện diện của toàn thể quý vị khán giả đang đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chào đón toàn thể quý vị đang đến với tham dự ra mắt IDU của đoàn Lô Tô Hương Nam. Và thưa quý vị thân mến, ngay sau đây để đáp lại những tấm chân tình của quý vị cũng như là gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị chúng ta đã dành thời gian của mình để đến tham dự chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời diễn viên Gia Huy Su Su, cũng chính là nhà sản xuất cũng là trưởng đoàn Lô Tô Hương Nam, sẽ tiến lên phía trước có đôi lời cảm ơn gửi đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Hello. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, là nói đầu tiên xin cho phép là Su Su được gửi đến tất cả quý vị gần 1.000 con người đang có mặt tại đây một lời chúc sức khỏe lên cho trân trọng nhất. Vâng, và em xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất từ tận tâm lòng của mình đến với tất cả quý vị, các anh chị em nghệ sĩ đã dành thời gian của mình ra để đến đây. Và đặc biệt em xin được cúi đầu cảm ơn các anh chị báo chí đã nhấn thời gian của mình để đến đây cùng với gã đáp Lô Tô Hương Nam cũng như là với em xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và đặc biệt hơn nữa đó là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn người thân, cảm ơn các người bạn bè, cảm ơn tất cả các anh chị em đã luôn đồng hành cùng với Hương Nam. Và chúng ta có thể cho nhau một tràng pháo tay thật lớn được ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn người tuyệt vời lắm. Bớt tuyệt vời. Mời cùng đến tại đây luôn. Và thưa quý vị thân mến, để chương trình của chúng ta có được sự thành công ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị em trong toàn thể ekip. Và ngay sau đây để thay lời cảm ơn thì chúng tôi ban tổ chức cũng có những bó hoa tươi thắm gửi đến toàn thể quý vị, thay lời cảm ơn gửi đến các anh chị em trong ekip thực hiện. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu DOB Trương Minh Phước. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu điều hành sản xuất Phước Tính. Xin được trân trọng kính mời trợ lý sản xuất Hoàng Phúc Hậu, Phạm Minh Phụng, Đổng Tường. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu đạo diễn Lưu Huỳnh Lâm. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên phía trước anh Lê Đình Bảo, đảm nhiệm vị trí MC của game show. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên phía trước anh Tuấn Anh, đại diện rạp CineStar Quốc Thành. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Makeup Tiến Thàng. Và cuối cùng chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà thiết kế Kim Đồng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời diễn viên Gia Huy Su Su sẽ thay mặt ban tổ chức để gửi những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn đến các anh chị em đã trong ekip sản xuất của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Vỗ tay cho bớt lắm. Woo!
tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho sự thành công rực rỡ này thưa quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, xin được cảm ơn các vị. Và xin mời. Kính thưa quý vị, và đây là những người đã góp một phần nào đó rất là quan trọng vào sự thành công của Lotto IDU. Thành công thì không phải là thành công, chúng ta sẽ dùng từ là hoàn thành cái sản phẩm Lotto IDU. Và ngoài những anh chị đứng trên đây thì còn rất là nhiều, đó là toàn thể anh chị em của gánh hát Lotto Nam, ba thành viên vô cùng đáng yêu của team Wow, và một lần nữa đó là những người bạn, những người fan của các thành viên ngày hôm đó cũng đã đến phim trường để tiếp cơm, tiếp gạo, tiếp nước với Hương Nam. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, và thưa quý vị thân mến, ngay sau đây sẽ không làm mất thời gian của quý vị nữa. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tập trung hướng nhìn vào màn hình và dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho tập đầu tiên của game show Lotto I Dare You. Đây thì còn chờ gì nữa mà không lấy điện thoại của mình ra và chia sẻ ngay đoạn tập 1 ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho game show Lotto I Dare You thưa quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được tập ý với toàn thể quý vị một thông tin nữa. Đó chính là game show IDU của chúng ta vừa rồi đã được sản xuất ra 4 tập. Đó chính là dành cho những người chơi là những thành viên trong đoàn Lotto Hương Nam. Và bên cạnh đó sau 4 tập này thì chúng tôi cũng sản xuất tiếp vài tập nữa. Và vài tập đó sẽ dành cho toàn thể quý vị. Nếu như quý vị chia sẻ và đăng ký trên fanpage của gánh hát Lotto Hương Nam và quý vị đăng ký thì chúng tôi sẽ mời quý vị đến tham gia game show này. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ, xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ để biết thêm những thông tin rõ ràng cũng như là biết thêm những kỷ niệm mà các người chơi đã trải qua từng vòng chơi như thế nào thì ngay sau đây chúng tôi xin được mời lên phía trước 4 người chơi của tập đầu tiên. Xin được mời người đẹp Bộ Nhi, một nữ lô tô Tâm Thảo, người đẹp Linh Anh, người đẹp Sơn Ca. Và chúng tôi cũng xin được mời lên phía trước nhà sản xuất diễn viên Gia Huy Su Su. Và chúng tôi cũng xin được kính mời anh Lê Đình Bảo đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trong game show này, xin được trân trọng kính mời. Dạ, và xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho những người đang hiện diện trên phía trước thưa quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ là đầu tiên Thanh Hòa xin được phép chuyển mic cho anh Lê Đình Bảo với vị trí là một khách mời, là một người kết nối dẫn chương trình trong game show này. Dạ, xin được kính chào Lê Đình Bảo. Dạ, Lê Đình Bảo thân mến, thì với vai trò là một khách cũng như là với góc độ là một khán giả thì có lẽ là anh đã biết đến rất nhiều game show hiện nay cũng như là cái mô hình cũng như là cái sân khấu Lotto rất nhiều. Vậy thì anh thấy như thế nào với một hình thức Lotto hoàn toàn mới như thế này ạ? Lời đầu tiên thì cho Leo Đình Bảo xin được lời chào đến tất cả các quý vị đang có trong có mặt trong khán phòng ngày hôm nay để ủng hộ cho đoàn Lotto Hương Nam nhé. Mọi người cũng biết là vị trí của bạn hiện tại đó giờ nó là một CEO về photographer và fashion designer. Thì thật sự là ngày hôm nay là có một lời xin lỗi đối với Hương Nam, đối với Hương Nam là tại anh đến trễ một tí, là do tôi xếp công việc để ngày mai bắt chuyến bay sớm nhất đi Bangkok để làm công việc. Thì trên cái sân chơi của cái Lotto IDU là Bảo đang giữ một cái vai trò, nó thật sự nó không phải là chuyên ngành của Bảo, đó là Bảo không có làm MC, Bảo không được hoạt ngôn như thế này đâu. Nên thường thì Bảo thấy cái sức của con Su Su nó gồng giả mang lắm, mà nó gồng từ cái hồi mà cái đó đàn ông của nó còn nguyên tới lúc mà từ nhất là 2T là anh gặp em, là lúc đó Bảo rất quý những người xuất phát từ con không giống như Bảo. Và tới ngày hôm đó các bạn biết là những bạn này, những gương mặt này mà Bảo đã từng hại, từng luyện rắn, từng luyện con này con kia luôn mặt á, nó từng thù Bảo là nó lóc lên bút mất mấy đứa rồi. Nhưng mà đến tận đây thì các bạn chỉ chơi có chút xíu các bạn về rồi, nhưng chỉ có Su Su là giữ một cái vai trò xuyên suốt trong các mấy tập luôn, cả cái ngày quay ngày hôm đó. Và mình cảm thấy một con em của mình đến đây đã không lấy cá xe, không lấy gì cả, nó là một cái ân tình mà thật sự là Bảo cảm thấy là nó gọng mình chắc không biết nó chịu nổi hay không, mà mình thì mình cũng là top đúng không, là nó cũng là boss thôi, mình gọng nó tiếp nó miếng. Đó là anh gọt hoài cho tới ngày hôm đó và anh cảm giác được một điều là bạn này đang phát triển cái ngành Lotto và cái sự Lotto của mình một cách duyên dáng và chuyên nghiệp hơn. Và thật sự là Lotto không còn đến ra đây mai đó trong những địa tụ điểm nữa, mà ra đây mai đó trong những chương trình lang thang, là chương trình này chương trình kia, và tất cả những chương trình lớn sẽ xuất hiện Lotto ở một cái mảng duyên dáng mình đang yêu nữa.
Thì riêng về bản thân của Leo Đình Bảo, mong là đây là lần đầu tiên Leo Đình Bảo chạm ngõ với MC, nên không có cái gì mà nó trọn vẹn, nên các bạn có chuyện gì đó thì hãy bỏ qua cho Leo Đình Bảo nhé. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Và có lẽ là ngay bây giờ đây chúng tôi xin được chuyển mic sang cho một nhân vật chính, đó chính là nhà sản xuất cũng như là bà trưởng đoàn Lô Tô Hương Nam. Dạ. Dạ cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Hoài rất nhiều. Quý vị ơi, quý vị xem xong tập 1 á, quý vị thấy thế nào quý vị? Dạ, em áp lực dữ lắm thật sự. Nhớ nha, giờ mình lấy điện thoại ra mình share liền giùm em trên kênh của em là up lên rồi mọi người nha. Chia sẻ giùm em, thật sự thì em rất là đắn đo khi mà mình chọn logo, tại vì em không biết phải làm như thế nào để cho nó thật là khớp vào cái chương trình, nó thật là tuyệt vời. Và mình thì cái tính của em là em nghĩ sao thì em làm như vậy, chứ em cũng không có mà quen biết rộng rãi quá, cũng không có phải là một người giàu có quá, cho nên với sức của mình làm được nhiêu đó thì em sẽ làm hết sức mình. Và hy vọng đó là một sản phẩm mà đối với em thì nó mang tính giải trí thôi, chứ không có nhân văn gì, thì nó hơi cao xa, nó em không có đặt vấn đề đó cao lắm. Thì đối với em nó là một cái sản phẩm mà, tại vì gánh hát logo Hương Nam thì đương nhiên em tổ chức một game show nó phải liên quan tới logo. Và một điều nữa đó là em muốn, đó là khi mọi người đi làm cực khổ, mệt mỏi, cực nhọc về, sau đó mình về nhà mình mở một cái clip gì đó lên, đôi khi em cũng vậy, em cũng về nhà mở clip lên em coi, thì em hy vọng đó cái Lotto IDU này sẽ là một cái mà điểm đến sau khi quý vị đi làm về, muốn tìm một nơi nào đó giải trí, quý vị hãy lên Lotto IDU để xem, mang lại cho quý vị nhiều tiếng cười và làm quý vị cảm thấy thật là thoải mái. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đã xin được cảm ơn Su. Và không biết là bạn lấy ý tưởng từ đâu để thực hiện nên chương trình này ạ? Cái này đó là về cái những cái thử thách đầu á, thì đó là khi mà Hương Nam, nếu quý vị có thể theo dõi kênh YouTube của Su liên tục á, thì kênh YouTube của Su thường up những cái clip đó là lâu lâu nhóm Hương Nam có đi chơi, đi du lịch, thì cứ mỗi đến một nơi tụi em đều có những cái clip quay những cái thử thách, ví dụ như là thử thách kêu lô tô vừa kêu vừa ăn, hoặc là thử thách giống như em với có lần làm với Tiêu Minh Phụng, đó là thử thách ăn mà ăn chua sau đó phải nói chuyện mà cái miệng phải bình thường, mặt thì không nhăn. Rồi sau đó khi mà đi Thái Lan thì tụi em có một cái thử thách với nhau, đó là mua côn trùng về rồi sau đó ngồi nguyên nhóm ngồi ăn. Thì em mới suy nghĩ là tại sao mình làm, lúc đó em làm cái clip ngắn ngắn thôi mà được sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều, cho nên em suy nghĩ là với cái này thì tại sao mà em không chịu đầu tư thêm tí xíu nữa, mình sản xuất một cái game show về cái trước mắt á, là mình chỉ làm để cho trong nhóm của Hương Nam chúng ta cùng có một cái điểm sân chơi để mà mình chơi với nhau, để mà mình quay lại làm kỷ niệm, rồi sau đó mình up lên cho những người ai yêu mến mình, những bạn bè của mình có thể xem, rồi sau đó em bàn với nhóm rồi tìm ra những cái format. Và đặc biệt đó là em cực kỳ mê game show của Thái Lan, có thể là 10 game show Thái Lan là em sẽ coi hết. Và có thể quý vị coi trong đó là cái phần thứ hai đó, nó sẽ giống với lại một game show của Thái Lan, thì em không chối bỏ điều đó. Và em có sử dụng những cái ý để mà mình mang lại cái hiệu ứng và mang lại cái niềm vui, và mình áp dụng vào đó và mình dựa vào logo của mình, hai cái kết hợp lại nó thành logo I Dare You. Vậy thì không biết là trong quá trình sản xuất game show I Dare You thì bạn đã gặp những khó khăn gì, cũng như là có ai hỗ trợ cho bạn về mặt tinh thần cũng như vật chất hay không ạ? Về khó khăn thì có lẽ là về thời tiết ngày đó là mưa, tại vì tụi em phải hoạt động là từ 12 giờ đêm, 12 giờ đêm em chạy chương trình, chạy tại vì 12 giờ đêm á là 9 giờ rưỡi tối thì em vô nhận cái chương trường. Tụi em chạy chương trình cho tới 3-4 giờ sáng, sau đó tụi em về khách sạn gần đó luôn, em đâu có dám về tại phim trường ở nhà bè lắm. Tụi em không có dám về trở lại thành phố là tại vì xa lắm, rồi sáng mai quay là rất là sớm, 7 giờ sáng mới quay rồi, nên phải thuê khách sạn mọi người cùng ở đó. Sau đó cái khi mà chạy chương trình xong 3 giờ mà mưa thì mưa tầm tã luôn, lại không có xe, tại vì cái khu đó là khu nhà bè mà tuốt ở đâu mà muốn vô rừng rồi. Nó tuốt ở đó mà đút rác thì không có. Xe thì các bạn xuống từ Sài Gòn xuống là bằng ráp.
Cho nên lúc đó không có xe, phải là cứ chở một người ra khách sạn, chở vô, chạy ra, chạy vô, chạy ra. Lúc em ngủ là chắc chuẩn bị đi quay tiếp rồi đó. Cho nên là về ngủ được có một chút xíu thôi, là 7 giờ sáng phải đi tiếp. À, đi chở vô phim trường là quay xuyên suốt từ 7 giờ trừ giờ ăn trưa, còn lại là tất cả đều hoạt động liên tục tới đúng 12 giờ, 11 giờ 30 đêm hôm sau, là gần như là 24 tiếng mình hoạt động liên tục. Và đặc biệt là những thành viên của Hương Nam, những ai mà không có bận á, thì các bạn vẫn ở lại đó cùng với Susu. Rồi nhân dịp này thì cảm ơn tấm lòng của mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng với Susu trong tại vì các bạn quay xong thì các bạn có thể đi về, ai bận thì cứ về, còn Susu thì với anh Bảo sẽ xuyên suốt tất cả các tập luôn, cho nên là ở tới đêm luôn, rất là mệt. Và mệt thì chắc chắn làm cái gì cũng phải mệt, nhưng mà khi mà ngày mình xem được cái sản phẩm ngày hôm nay á, thật sự bao nhiêu cái mệt nó cũng qua đi, tại vì khi thấy trên môi của mọi người là những nụ cười, đó là điều mà Hương Nam cần nhất. Tại vì thật sự em nói thiệt với mọi người luôn, up lên YouTube tiền thu lại nó có thể ai làm YouTube sẽ biết không có bao nhiêu, nhưng cái mà Hương Nam cần nhất ở tất cả mọi người đó là niềm vui, đó là một sản phẩm chỉnh chu mà Hương Nam mang tới cho tất cả quý vị. Dạ, xin được cảm ơn Susu rất nhiều, và thưa quý vị một lần nữa một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho diễn viên Giao Huy Susu. Thưa quý vị, có lẽ là giờ đây chúng ta sẽ lắng nghe những ý kiến từ những người chơi của chúng ta đúng không ạ? Dạ, Tâm Thảo thân mến, mọi người biết đến bạn là một hình tượng, là một ngọc nữ lô tô, vậy thì bạn tự nhận xét về bản thân cũng như là hình ảnh của mình như thế nào sau khi bạn xem tập 1 này? Và lời nói đầu tiên cho phép Tâm Thảo xin gửi đến tất cả các anh chị em, đồng nghiệp cũng như tất cả quý vị khán giả có mặt trong phim hội trường hôm nay để chúc sức khỏe để chào các bạn cho chồng nhé. Thật sự là sau khi mà xem cái tập 1 của Loto Adayu xong thì em nhận xét thì bản thân em không còn là ngọc nữ nữa. Nhìn ghê quá, cười cũng la rồi sợ rồi khóc thét lên, không còn là ngọc nữ nữa. Nhưng mà rất mong là mọi người sẽ ủng hộ cái game show này nhiệt tình hơn, và để Hương Nam chúng em sẽ làm nhiều sản phẩm hơn nữa để gửi tặng tất cả quý vị khán giả, để khán giả mình sẽ có nhiều sản phẩm để xem nhiều hơn. Xin cảm ơn Thảo rất nhiều. Và cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của Nhi thân mến, không biết là tay của bạn đến khi nào mới được lành lại bình thường, và cảm giác của bạn hiện tại thì sao ạ? Dạ, em cũng xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong gặp phim ngày hôm nay. Thì cái tay em tới hôm nay vẫn còn thèo quý vị. Không sao, sương sương thôi. Dạ, thì lời nói đầu tiên thì không có một điều gì mà xúc động hơn, đó là cảm ơn Susu. Susu đã bỏ ra tiền, bỏ ra thời trang, chất xám và công sức, cũng như là các anh chị em đạo diễn ekip đã dành cho tụi em một cái game show rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất là tạo dựng cho tụi em có cơ hội đưa cái hình ảnh rất giải trí, rất lành mạnh đến tất cả quý vị đang ngồi đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Vâng, và rất là mong tất cả quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ gánh hát Loto Hương Nam, cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Susu Gia Huy Official. Nhiều đó thôi là đủ rồi. Xin cảm ơn Bộ Nhi rất nhiều. Và có lẽ giờ đây này, chúng tôi sẽ được kiện mic sang cho người đẹp Sơn Ca Mỹ Lệ Khánh Huy. Sơn Ca Mỹ Lệ Khánh Huy xin kính chào quý vị khán giả có mặt tại hội trường buổi tối ngày hôm nay. Thật sự là rất là ghê quý vị ơi. Ngày hôm nay là mới biết được rằng mình sợ cái con gì mình cũng sợ hết trơn. Mà cũng qua cái game show Ai Đây Du Tu Hát Bạn mới biết được rằng là tất cả anh chị em của gánh hát Loto Hương Nam ai cũng sợ. Và lúc nào là cũng cần có được một cái bà bầu, một bà trưởng đoàn của gánh hát Loto Hương Nam chịu đầu tư tất cả những sản phẩm để mà đưa cho tất cả quý vị khán giả có được những cái sản phẩm giải trí. Phải nói là gánh hát Loto Hương Nam lúc nào cũng là nhờ Susu. Một tràng pháo tay cho Susu đi quý vị ơi. Nhớ like và nhớ chia sẻ thật nhiều cái clip này nha quý vị. Và xin mời thành viên tiếp theo của quán thanh nữ Linh Anh. Dạ. Chào mọi người, em là John Chan China Linh Anh đó. Dạ, em xin chào mọi người. Và lời đầu tiên em xin gửi đến mọi người một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và hiện tại cái cảm xúc đây là hạnh phúc. Hạnh phúc vì thứ nhất là cũng như nãy giờ mọi người nói là em có một con bạn cũng như một bà bầu quá tuyệt vời. Là bởi vì lý do làm sao? Không, tôi phải khen bà đấy, nếu mà tôi nghĩ là nó làm sao mà đừng cho tôi chơi nữa. Thiệt,
thật ra em rất là sợ nha mọi người. Mọi người nãy giờ mọi người thấy là mọi người thấy là sợ đến mức độ mà cái tôi của mình bộc ra ngoài luôn á. Quạo luôn thiệt, quạo là đặt đặt cái thùng là quạo thiệt á. Là trong lòng nãy mọi người nó chịu khó kỹ là nên ăn có chuyện thế cho nên nữa. Là tại vì thường ngày là ba mẹ biết cái gì sợ cái gì là giấu hết. Giấu hết, con cưng mà vô đây nó không thèm cưng mình luôn. Nó sợ luôn, tan nát hết. Và hiện tại thứ hai nữa là cảm ơn một ekip kiếp rất là có tâm. Ekip đi theo tụi em từ đầu cho tới cuối, có tâm, rồi nói chung là mình khen một chút là có tài. Và đặc biệt đây tiếp cũng có tàn lắm, tàn độc lắm, nhất là con máu hồng rồi. Không biết, không biết em sợ rắn nha mọi người. Là em cứ nghĩ là quay lòng cầu là em phải yên ổn rồi. Không, đây, đây, thằng gì áo vàng đây. Áo vàng, biết mình lâu rồi, biết mình sợ ớt. Quăng bị con ớt, một con ớt nào nó bự như con voi vậy á. Bạn hãy coi cái clip ở trên màn hình rộng á. Quán ngái bà luôn. Quán rất là chính xác luôn á, vậy đúng rồi. Bởi vì mọi người yên tâm đi, có bắn đâu chúng nó đây. Rồi. Đây đó, em biết em rắn. Còn đây áo hồng là một người là biết tôi sợ rắn luôn. Đem nguyên con trăng thì biết sao, đó là ổng, ổng suối không. Chị em rồi và chị em tụi em thì cũng rất nói vui vậy thôi. Chứ tụi em cũng cảm ơn anh Bảo, cảm ơn tất cả ekip. Và cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui với Gia Quy Official đoàn Global Hương Nam. Và mọi người ơi, bây giờ mình cùng nhau share để tại vì Su Su có kinh phí thì Su Su sẽ tiếp tục phần 2 của này. Mà phần 2 của này thì chắc chắn không phải tụi em mà là chính mọi người đang ngồi ở đây tham gia. Bây giờ mọi người ơi, thì cùng nhau share bài và cùng nhau đưa Gia Quy Official lên hàng triệu view nha mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và anh Alo Lê Tình Bảo thân mến, câu trả lời của anh sẽ là gì nếu như một lần nữa Su Su mời anh tham gia game show này nhưng không phải là vị trí dẫn chương trình mà là vị trí của một người chơi? Không, mình hồi nãy là mình có giới thiệu là mình sẽ đổi format từng vòng từng tập. Có nghĩa là tập 1 thì nó sẽ bình thường và tập 2 sẽ tăng lên các độ chút xíu. Có nghĩa là về luôn tôi IDU á, phần thử thách á sẽ liên tục thay đổi, là phần 1 sẽ liên tục thay đổi, còn phần 2 sẽ là phần cố định. Và đặc biệt đó là với cái kinh phí eo hẹp của em cho nên em mới xài cái phao. Còn nếu mà sau này có ai có thương em á thì đầu tư tài trợ cho em thì em sẽ làm cái hồ bự. Lúc đó em nhốt vô trong đó thì em thả con trồn vô, hay là con gì mà nó cắn được có thể thả vô, lúc đó rồi thấy ha. Giống như là lúc nãy có chủ của Thảo Cầm Viên tới đây tìm Su Su là để cho thuê một số con vật ở trong đó quý vị, để tụi mình làm tiếp những tập tiếp theo á. Và nếu như quý vị nào chúng ta rất thích yêu mến IDU thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đăng ký và cũng như là subscribe kênh YouTube của Gia Huy Su Su cũng như là đăng ký tham gia những tập tiếp theo. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, không biết là về phía các đơn vị báo đài chúng ta có câu hỏi nào đặt cho ekip của chúng tôi hay không ạ? Xin được trân trọng chúng mời. Dạ, nếu như các đơn vị báo đài chúng ta không có những câu hỏi này thì đến đây thì chúng tôi buổi họp báo ra mắt game show Loto IDU của chúng tôi xin được phép khép lại. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị đã đến ủng hộ buổi họp báo ngày hôm nay. Và rất mong rằng trong tương lai quý vị sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa cho đoàn Loto Hương Nam cũng như ủng hộ thật nhiệt tình hơn nữa cho diễn viên Gia Huy Su Su. Và xin một tràng pháo tay thật đồng nhiệt thưa quý vị. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ mọi người ơi, mọi người nhớ là đừng có quên nha. Clip mình đã up lên rồi, bây giờ mọi người lên YouTube, mọi người gõ là Loto IDU, mọi người share giùm em mọi người một cái để ủng hộ tinh thần cho Hương Nam nha mọi người nha. Và em xin phép được thay mặt ekip thực hiện chương trình cũng như là các anh chị em trong khán Loto Việt Nam xin cảm ơn quý vị rất nhiều và rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị ơi, nếu như quý vị đã chia sẻ rồi và tối nay về nhà chúng ta ngủ không được, chúng ta cũng có thể chia sẻ lại một lần và sáng thức dậy chúng ta cũng chia sẻ được một lần nữa. Chúng tôi không tính toán là không để bụng cái điều đó nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tăng 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 tă